Bộ Quốc phòng Nga, mặt trận Donetsk đỏ lửa, giao tranh dữ dội. Phòng không Nga bắn hạ tên lửa S-200 Ukraine nhắm vào Crimea. Ukraine chọc thủng phòng ngự Nga, tiến gần đến vùng chiến lược Rabotino. Quan chức Mỹ lo Ukraine sai lầm tai hại khi mải tấn công Crimea. Mali và Burkina Faso gửi máy bay chiến đấu đến Niger sẵn sàng ứng chiến. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh youtube tạp chí Việt Times. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga về những diễn biến chiến sự tại Ukraine, giao tranh ác liệt đang diễn ra tại Donetsk và Nam Donetsk. Thông tin cập nhật cho thấy, ở hướng Donetsk, quân đội đã để lùi 3 cuộc tấn công của Ukraine, khiến Ukraine mất 220 binh sĩ, 3 xe chiến đấu bọc thép, năm xe cơ giới, một pháo M777 do Mỹ sản xuất, một lựu pháo D20 và hai pháo tự hành Kvostika. Hơn nữa, 3 điểm cung cấp đạn dược của Ukraine đã bị xóa sổ. ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị của nhóm lực lượng Vostok đã đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine và gây thiệt hại về hỏa lực cho các đơn vị đối phương. Có tới 210 quân nhân Ukraine bị loại khỏi vòng chiến, hai xe chiến đấu bộ binh, hai xe chiến đấu bọc thép. Ba xe cơ giới, một pháo M777 do Mỹ sản xuất và một pháo chống tăng MT-12 Rapira đã bị vô hiệu hóa trong ngày. Trên hướng Kupyansk, nhóm lực lượng Zapad đã đẩy lui thành công 7 đợt tấn công và phản công của Ukraine, khiến đối phương mất tới 75 quân nhân, ba xe chiến đấu bọc thép, hai xe bán tải và một pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất. Trên hướng Zaporizhia, quân Nga được hỗ trợ bởi pháo binh đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của Ukraine gần Robotin và vô hiệu hóa một đơn vị phá hoại và trinh sát. Có tới 195 binh sĩ Ukraine thương vong, hai xe chiến đấu bộ binh, ba xe cơ giới, một pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, một pháo M777 do Mỹ sản xuất và một pháo L-119 do Anh sản xuất đã bị vô hiệu hóa trong ngày. Ngày 19 tháng 8, Sputnik đưa tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng thủ tên lửa Nga đã phá hủy trên không một tên lửa S-200 mà quân đội Ukraine đã sử dụng để tấn công các cơ sở ở Crimea trong đêm. Bộ trên cho biết trong một tuyên bố, ngày 19 tháng 8, chính quyền Kiev đã thực hiện một cuộc tấn công vào lãnh thổ Crimea bằng tên lửa phòng không S-200 được hoán cải thành phiên bản đối đất. Tên lửa Ukraine đã bị lực lượng phòng công Nga phát hiện kịp thời và bắn hạ giữa không trung. Bộ nói thêm rằng không có thương vong hoặc thiệt hại vật chất. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã thông tin một UAV của Ukraine đã bị bắn hạ vào lúc sáng sớm khi nó cố gắng tấn công Moscow. Trước đó, các lực lượng Nga đã ngăn chặn thành công hai cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái riêng biệt ở vùng Belgorod và trên Biển Đen. Về phía Ukraine, theo báo cáo hàng ngày từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh, quân đội nước này tiếp tục các hoạt động tấn công vào ít nhất ba khu vực của mặt trận trong ngày qua và tiến vào khu vực Rabotino ở phía tây Zaporizhia. Một đoạn phim cập nhật được đăng trên website cho thấy các lực lượng Ukraine đã đạt được những thành tựu nhỏ ở phía nam làng Urozhiner trên biên giới của Donetsk và Zaporizhia, báo cáo cho biết. Đoạn phim xác nhận rằng những bước tiến gần đây của Ukraine trong khu vực Rabotino có thể có ý nghĩa về mặt chiến thuật, và Viện Nghiên cứu Chiến tranh trước đây đã đánh giá rằng những bước tiến như vậy có khả năng phản ánh sự xuống cấp đáng kể của lực lượng Nga bảo vệ khu vực các blogger nga mới đây cũng đã tuyên bố các lực lượng ukraine kiểm soát phía bắc rabotino và tiến hành các cuộc tấn công ở các khu vực không xác định ở phía nam và đông nam của khu định cư sau khi các lực lượng nga tạm thời rút lui khỏi rabotino cho thấy rằng các lực lượng ukraine đã tiến xa hơn trong khu vực báo cáo cho biết thêm tốc độ tương đối của những bước tiến được cho là của ukraine này cho thấy rằng các khu vực phía bắc của khu định cư có thể đã được khai thác nhiều hơn so với các khu vực mà các lực lượng ukraine hiện đang cố gắng tiến vào một đoạn tin tức gần đây được Reuters đăng tải nhấn mạnh, cách các kỹ sư của lữ đoàn tấn công miền núi Chaskapatia thứ 128 của Ukraine đang sử dụng, những đôi giày người nhện được sản xuất trong nước, buộc bên ngoài giày chiến đấu của họ để bảo vệ họ khỏi những bãi mìn dày đặc của Nga ở miền nam Ukraine. Theo các chuyên gia kỹ thuật, giày người nhện giúp giảm rủi ro từ mìn thông qua một số cơ chế. Đầu tiên, bốn chân nhện có đầu hình quả chám của giày làm tăng phạm vi ngưỡng nổ theo chiều ngang khi một quả mìn phát nổ. Điều này có khả năng cứu bàn chân, cẳng chân và háng của binh lính khỏi một vụ nổ xả trực tiếp bên dưới. Quan trọng hơn nữa, chân nhện tạo ra điểm dừng thẳng đứng giữa mặt đất và chân của người đeo. Khoảng cách không khí do giày người nhện tạo ra làm giảm đáng kể năng lượng truyền trực tiếp từ vụ nổ trong lòng đất đến người đeo giày, bao gồm cả việc cho phép phần lớn năng lượng của vụ nổ thoát ra một bên. Cuối cùng, hình dạng và vật liệu của đế giày cũng được thiết kế để làm trạch hướng và hấp thụ triệt đề năng lượng sinh ra từ bàn chân và cẳng chân của người mang. Ban đầu vào năm 2022, một vài đôi giày nhện do Canada sản xuất đã được trao cho cơ quan khẩn cấp nhà nước Ukraine. Sau đó, người Ukraine đã tự sản xuất giày nhện nội địa. Igor Ivimenko, giám đốc tập đoàn mùa xuân Ukraine có trụ sở tại Kharkov, đã nghiên cứu mẫu giày nhện của Canada. Và sau 3 tuần, ông đã phát triển một phiên bản riêng cho Ukraine. Đến tháng 3 năm 2023, công ty con của ông đã giao được 10 đôi và đang thực hiện một đơn đặt hàng 65 đôi nữa. Được biết, khái niệm dây người nhện thực tế đã xuất hiện trong khoảng 1 phần tư thế kỷ. Ban đầu, nó được thiết kế bởi công ty Med and System của Canada, chuyên chế tạo thiết bị bảo vệ cá nhân cho nhân viên xử lý chất nổ. Một đôi thậm chí còn nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng nghệ thuật hiện đại Metropolitan của New York từ năm 1998. Các tài liệu bị dò dỉ cho thấy, Nga có kế hoạch chế tạo máy bay không người lái UAV của riêng mình và đang khám phá một biến thể nguy hiểm hơn có thể tấn công tự động. Các tài liệu mà The Washington Post có được nêu chi tiết những nỗ lực của Nga nhằm tăng cường khả năng UAV của họ ở Ukraine với sự hỗ trợ sản xuất từ Iran. Được biết, mục tiêu đặt ra là vào mùa hè năm 2025 phải sản xuất được 6.000 máy bay không người lái, bao gồm các biến thể mới của máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất, có khả năng tấn công cao hơn nhiều so với mẫu hiện đại. The Post đưa tin, rằng một phần trong dự án máy bay không người lái bí mật của Nga được thực hiện tại một cơ sở nơi hộ chiếu của công nhân bị tịch thu để ngăn họ rời khỏi đất nước và các tin nhắn sử dụng ngôn ngữ được mã hóa. Nga đang tìm cách phát triển một phiên bản của Shahed có tên gọi là Golden 2, tiên tiến hơn và nguy hiểm hơn của Iran. Những máy bay không người lái này sẽ có khả năng phối hợp và tiến hành các cuộc tấn công, bao gồm cả các cuộc tấn công bầy đàn dựa vào trí tuệ nhân tạo. Hiện tại, những chiếc Shahed 136 đã được lập trình mục tiêu trước khi phóng. Ukraine cũng đang thử nghiệm các máy bay không người lái tốt hơn, bao gồm cả máy bay không người lái hỗ trợ AI có khả năng chống gây nhiễu tốt hơn. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và bán đảo Crimea do Nga kiểm soát trong những tuần gần đây nhằm phá vỡ các tuyến hậu cần và tiếp tế của Nga giữa lúc giao tranh đang diễn ra ác liệt ở chiến trường miền Nam. Tuy nhiên, chiến dịch này của Kiev đã bị các quan chức quốc phòng Mỹ và phương Tây chỉ trích do không mang lại ý nghĩa lớn cho cục diện phản công. Đối với một số quan chức quân sự Mỹ, các cuộc tấn công của Ukraine và bán đảo Crimea chỉ là trò dối hơi, làm lãng phí nguồn lực quý giá theo một chiến lược mà nhiều nhà phân tích tin rằng đã khiến lực lượng của Kiev bị giàn trải quá nhiều. Một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ nói với CNN, điều đó làm Nga mất thăng bằng một chút, nhưng nó không làm được điều gì mang tính quyết định. Ukraine trong những tuần gần đây đã sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công hai cây cầu nối Crimea với lãnh thổ do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine. Hôm 12 tháng 8, lực lượng của Kiev đã nhắm vào cây cầu duy nhất nối Crimea với đất liền Nga. Theo một quan chức tình báo cấp cao của phương Tây, với khoảng 1 phần 3 bán đảo hiện nằm trong tầm bắn của pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp, Ukraine cũng đã tăng cường các cuộc tấn công vào các bãi chứa đạn dược của Nga, cũng như các cơ sở hạ tầng hậu cần và tiếp tế khác ở đó. Crimea là một trung tâm hậu cần chiến lược quan trọng cho nỗ lực tác chiến của Nga. Vị trí đắc địa trên Biển Đen đã khiến nó trở thành khu vực được nhắm đến trong nhiều thế kỷ. Theo giới chức tình báo phương Tây, nhìn chung các cuộc tấn công của Ukraine ở phía Nam đã làm chậm và phức tạp hơn cho hoạt động tiếp tế và hậu cần của Nga. Nếu Kiev cuối cùng có thể chọc thủng mạng lưới tuyến phòng thủ rộng lớn của Moscow và tiến lên phía trước, thì việc nhắm mục tiêu vào các kho đạn dược và đường tiếp tế sẽ có lợi cho cuộc phản công lớn. Hôm 19 tháng 8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết việc sở hữu vũ khí hạt nhân có thể bảo vệ Nga trước các mối đe dọa an ninh từ bên ngoài vì ngoài trường này cũng cảnh báo về viễn cảnh Mỹ và các đồng minh NATO rơi vào tình huống đối đầu vũ trang trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân. Ông Lavrov cho biết, ngày nay việc sở hữu vũ khí hạt nhân là biện pháp đối phó duy nhất trước các mối đe dọa nghiêm trọng từ bên ngoài đối với an ninh của đất nước Nga. Về khả năng xảy ra đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO, ông Lavrov cho rằng, Moscow tin rằng viễn cảnh đó nên được ngăn chặn. Đó là lý do tại sao các bên cần phải nhắc nhở về những rủi ro chính trị và quân sự đồng thời gửi lời cảnh tỉnh tới các bên chống lại Nga. Tháng trước, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết Moscow sẽ phải dùng tới vũ khí hạt nhân nếu cuộc phản công của Ukraine chống lại quân đội Nga thành công. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mới đây cho biết NATO không phát hiện bất kỳ thay đổi nào trong lực lượng hạt nhân của Nga. Kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, phương Tây đã cung cấp số lượng lớn vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine hiện gặp vấn đề lớn khi duy trì kho vũ khí do Mỹ, Đức, Anh, Ba Lan và nhiều quốc gia khác viện trợ. Mỹ và các đồng minh đang chuyển hướng từ việc cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine sang hỗ trợ sửa chữa các thiết bị quân sự này. Brazil đã tăng mua các sản phẩm dầu mỏ của Nga với lượng nhập khẩu được dự đoán sẽ đạt mức kỷ lục trong tháng 8 này. Theo các số liệu thống kê được Bloomberg đăng tải, Nga vượt Mỹ trở thành nhà cung cấp nhiên liệu hàng đầu cho quốc gia Nam Mỹ này. Trong nỗ lực xây dựng thị trường xuất khẩu dầu mỏ mới, Nga đã củng cố vị thế là nhà xuất khẩu nhiên liệu hàng đầu sang Brazil kể từ khi EU và G7 áp đặt lệnh cấm vận kèm theo mức trần giá đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga vào đầu tháng 2. Lệnh cấm của phương Tây đối với việc xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga bằng đường biển đã dẫn đến một cuộc cải tổ nguồn cung dầu toàn cầu, khiến Moscow phải xoay trục xuất khẩu sang châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ-Latin. Victor Catona, nhà phân tích dầu thô hàng đầu của Kepler cho biết, Brazil là thị trường Mỹ là tinh lớn nhất, vì vậy các nhà máy lọc dầu của Nga tập trung vào việc cung cấp dầu cho quốc gia này. Ngay cả các công ty Brazil cũng thừa nhận rằng việc họ mua dầu diesel của Nga tạo ra lợi thế cạnh tranh, vì vậy tôi hy vọng xu hướng này sẽ tiếp tục phát triển. Xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Nga sang Brazil trong tháng 8 sẽ tăng 25% so với tháng 7, lên khoảng 235.000 thùng một ngày. Dữ liệu của Kepler cho thấy điều này có thể giúp Nga vượt Mỹ trở thành nhà cung cấp nhiên liệu nước ngoài hàng đầu cho Brazil. Theo ông Katona, việc nhập khẩu dầu Nga với mức giá rẻ hơn là một lợi ích tài chính đối với Brazil, khi chính phủ nước này đang nỗ lực giảm chi phí nhiên liệu vận tải. Các ước tính của Kepler cho thấy, việc mua dầu diesel của Nga đã làm giảm giá nhiên liệu nhập khẩu của Brazil từ 10 đến 15 đô la một thùng. Kepler cho biết thêm, Nga cũng đã triển khai xuất khẩu xăng và dầu mỏ NAPTA sang Brazil và dự kiến sẽ tăng trưởng. Truyền thông Nhật Bản vừa dẫn nguồn thạo tin cho hay, các tàu của lực lượng phòng vệ Nhật Bản, Hải quân Mỹ và Hải quân Hoàng Sa Australia sẽ diễn tập chung ở Biển Đông vào ngày 23 tháng 8 tới. Nhật Bản dự kiến cử tàu khu trục lớn nhất của họ, Izumo, tham gia cuộc diễn tập. Hải quân Hoàng Sa Australia sẽ triển khai tàu tấn công đổ bộ Canberra, trong khi Hải quân Mỹ điều tàu tấn công đổ bộ America. Cuộc tập trận được cho là nhằm thể hiện tự do hàng hải ở khu vực. Chi tiết cuộc diễn tập chưa được công bố, nhưng được cho là sẽ bao gồm bài tập máy bay cất hạ cánh xuống ba tàu chiến. Philippines ban đầu dự định tham gia cuộc diễn tập chung này nhưng hủy vào phút chót do tàu chiến của họ quá nhỏ để các máy bay có thể cất và hạ cánh. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nga ngày 18 tháng 8 xác nhận các tàu quân sự của nước này và Trung Quốc đang tuần tra hàng hải ở Thái Bình Dương, diễn tập cứu hộ và đối phó không kích. Các cuộc tập trận cũng bao gồm thực hành bổ sung dự trữ nhiên liệu bằng tàu và chuyển hàng hóa khi đang di chuyển. Trước đó, một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng xác nhận đội tàu của nước này và Nga tuần tra chung ở phía Tây và Bắc Đại Tây Dương. Bắc Kinh khẳng định động thái trên không nhằm vào bên thứ ba nào và không liên quan đến tình hình hiện tại ở khu vực và quốc tế. Chỉ ít giờ sau khi cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS tuyên bố kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger đã sẵn sàng, chính quyền quân sự Niger và hai nước đồng minh Mali, Burkina Faso lập tức có động thái đáp trả. Bản tin cho biết, các tư lĩnh quân đội ba nước Niger, Mali và Burkina Faso đã tiến hành cuộc họp khẩn tại Niamey để chuẩn bị cho kịch bản xung đột vũ trang nổ ra. Động thái của Mali và Burkina Faso diễn ra chỉ vài giờ sau khi các tham mưu trưởng quân đội các nước Tây Phi kết thúc cuộc họp bất thường hai ngày tại Ghana để bàn kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger nhằm khôi phục trật tự hiến pháp. Trong buổi họp báo ngắn ngay sau cuộc họp, cao ủy các vấn đề chính trị, hòa bình và an ninh của ECOWAS, Abdel Fattah Moussa tuyên bố Kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger đã sẵn sàng và thời điểm can thiệp cũng đã được thống nhất. Theo đó, hành động can thiệp có thể diễn ra bất kỳ lúc nào. Mali và Burkina Faso là hai quốc gia láng giềng phản đối mạnh mẽ nhất ý tưởng can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Niger. Hôm 31 tháng 7, giới quân sự cầm quyền tại Mali và Burkina Faso ra tuyên bố chung khẳng định bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào từ bên ngoài vào Niger đều bị coi là lời tuyên chiến với hai nước này. Vừa rồi là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh youtube tạp chí Việt Times. Xin kính chào và hẹn gặp lại!